Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Belarus ngày 25 tháng 5 đã ký kết các văn kiện liên quan đến việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ Belarus, TASS đưa tin. Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và người đồng cấp Belarus Viktor Kurenin đã ký các văn bản tại Minsk nhằm xác định các thủ tục triển khai vũ khí hạt nhân của Nga tại một cơ sở lưu trữ đặc biệt trên lãnh thổ Belarus. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Nga sẽ duy trì quyền kiểm soát đối với vũ khí hạt nhân phi chiến lược của nước này. Nga sẽ không chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Belarus. Quyền kiểm soát và quyết định sử dụng vẫn thuộc về phía Nga, ông Shoigu tuyên bố. Ông Shoigu cũng lưu ý rằng các biện pháp bổ sung có thể được thực hiện để đảm bảo an ninh của Nga và Belarus và ứng phó với tình hình quân sự chính trị. Nhấn mạnh các biện pháp mà Nga và Belarus đưa ra, tuân thủ tất cả các nghĩa vụ pháp lý quốc tế hiện có. Trước đó, hai bộ trưởng đã trao đổi về tình hình quân sự, chính trị hiện nay và các vấn đề hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Ngày 25 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng, theo yêu cầu của Minsk, Moscow sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của mình ở nước này, tương tự như những gì Mỹ đã làm từ lâu trên lãnh thổ của các đồng minh. Theo nhà lãnh đạo Nga, việc xây dựng các cơ sở lưu trữ vũ khí hạt nhân chiến thuật sẽ được hoàn thành tại Belarus trước ngày 1 tháng 7. Moscow đã cung cấp cho Minsk các hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander có khả năng mang vũ khí hạt nhân và giúp Minsk trang bị lại máy bay quân sự để mang vũ khí chuyên dụng. Đồng thời, các phi công và đơn vị tên lửa Belarus cũng đã trải qua khóa đào tạo ở Nga. Theo Công an Nhân dân, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.